Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Campuchia ngăn chặn người tham gia vụ đắc lắc đào tẩu Ngày 16 tháng 6, AFA có bài Thủ tướng Campuchia ra lệnh tăng cường an ninh biên giới ngăn người Việt có vũ trang đào tẩu Theo AFA, Thủ tướng Hun Sen đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang Campuchia và các cơ quan chức năng ngăn chặn mạng lưới phiến quân người Việt Nam có thể đang ẩn nấu tại Campuchia sau vụ tấn công hai trụ sở cơ quan công quyền ở Đắk Lắk. Hình ảnh bài trên AFA. Chỉ thị miệng của ông Hun Sen đưa ra hôm 16 tháng 6 sau khi Bộ Công an Việt Nam bắt giữ gần 50 nghi phạm bị cho là có liên quan đến vụ việc và truy tìm những người trốn thoát còn lại. AFA dẫn tin từ trang Khmer Times. Theo đó, Thủ tướng Campuchia yêu cầu chính quyền hai tỉnh Mondukiri và Ratanakiri có biên giới với Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam trực tiếp kiểm tra các làng mạc ở địa phương không cho phép triệt để mạng lưới nổi dậy người Việt, những người có thể sống cùng người dân Campuchia. Ngoài ra, AFA cho hay ông Hun Sen cũng cảnh báo một số tổ chức quốc tế tại nước này tránh xa việc tiếp tay cho những nhóm này, nhấn mạnh đây là tội ác quốc tế và Campuchia không cho phép dùng lãnh thổ của họ để chống lại các quốc gia khác. Còn theo tường thuật của Tân Hoa xã, vẫn AFA cho hay, người đứng đầu Campuchia gọi các thành viên của nhóm có vũ trang là những kẻ khủng bố. Ông nói thêm rằng những người chạy trốn sang đây sẽ bị bắt và đưa trở lại Việt Nam nếu bị phát hiện. Ông cũng cảnh báo ông sẽ đóng cửa bất kỳ tổ chức quốc tế nào ở Campuchia nếu họ cho phép những người đào tẩu đó tị nạn. Phải làm mọi cách để không gây xung đột với Việt Nam hãy phải dẫn một bài báo khác trên kênh uca news của liên đoàn tin tức công giáo châu á cho hay người Dega được gọi là một phần của cộng đồng bộ lạc người thượng đã chiến đấu bên cạnh quân đội hoa kỳ và đồng minh trong chiến tranh việt nam bài báo này viết nhiều người đã cải đạo sang cơ đốc giáo và hiện đang phàn nàn về các chính sách đàn áp như đàn áp tôn giáo và chiếm đoạt đất đai của các quan chức địa phương Thông thường người thượng tìm kiếm nơi trú ẩn trong thời kỳ khó khăn ở nước láng giềng Campuchia. Hình ảnh những người thượng bị bắt liên quan đến vụ tấn công đồn công an Đắk Lắk. Lực lượng an ninh đã bắt giữ, đánh đập, tra tấn chúng tôi. Họ đã phá hủy nhà cửa của chúng tôi. Họ đã phá hủy nhà thờ của chúng tôi, người đề ga địa phương cho kênh UCA News biết trong một tuyên bố vào ngày 11 tháng 6. Tuyên bố trên theo UCA News cũng cho biết đất canh tác của những người sát dân bản địa đã bị tịch thu và mua mang bị phá hủy trong khi những người đề ga đã bị bắt cóc và bán sang các nước khác vẫn theo kênh này tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở tại new york cho biết người thượng đã bị giám sát liên tục và chịu các hình thức đe dọa khác điều này bao gồm chỉ trích công khai bắt bớ tùy tiện và ngược đãi trong khi giam giữ khi chính quyền thẩm vấn họ về quan điểm tôn giáo và chính trị cũng như nỗ lực chạy trốn khỏi việt nam do đảng cộng sản cai trị afa dẫn lời bình luận của tiến sĩ bill hayton cựu nhà báo lâu năm của bbc người từng làm việc với tư cách phóng viên biệt phái tại việt nam và myanmar nay là học giả tại viện nghiên cứu hoàng gia anh về quan hệ quốc tế nói rằng tôi e rằng tôi không biết nguyên nhân thế nhưng tôi không thể tin rằng điều này đến từ hư không AFA dẫn báo Đắk Lắk ngày 16 tháng 6 cho biết hiện lực lượng công an đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật, triển khai đồng bộ các biện pháp loại trừ nguy cơ vụ việc tương tự, lợi dụng vụ việc này để kích động gây mất an ninh trật tự, chỉ đạo ra soát các phương án, bảo đảm tuyệt đối an ninh trên địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm, nắm chắc tình hình tham mưu cấp ủy chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, loại trừ những yếu tố tiềm ẩn phức tạp phát sinh từ sớm, từ xa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Campuchia ngăn chặn người tham gia vụ Đắk Lắc đào tẩu. Cần tôn trọng quyền lựa chọn của người dân tộc thiểu số. Ngày 15 tháng 6, trên trang Facebook cá nhân của kiến trúc sư Dương Quốc Chính có bài Chính sách dân tộc hay sự độc tài của đám độc Tác giả nêu quan điểm rằng người Việt có rất nhiều đặc điểm của người Hán về sức sống mãnh liệt và khả năng đồng hóa các dân tộc khác. Chính Việt tộc ở miền Nam Trung Quốc đã bị Hán hóa, nhưng người Việt ở Việt Nam với sức kháng cự mạnh mẽ nên đã thoát khỏi sự đồng hóa đó. Hình ảnh status trên trang cá nhân của tác giả Dương Quốc Chính. Nhưng người Việt lần hội lấn vào miền Nam để đồng hóa các dân tộc khác, y như người Hán đó là vì chúng ta không đủ lực để lấn lên phía Bắc nên đã đè xuống phương Nam. Tác giả cho biết Việt Nam có 54 dân tộc nhưng chỉ có hai nhóm chính. Một là nhóm có nhiều đặc điểm về nhân chủng giống Trung Quốc, Mông Cổ. Nhóm thứ hai là chủng người có nguồn gốc từ Nam đảo, Indonesia, Malaysia tràn lên. Nhóm này từ Ấn Độ sang. Bán đảo Đông Dương chính là nơi giao thoa của hai nền văn minh Ấn Độ và Trung Quốc. Phía Nam ảnh hưởng bởi Ấn Độ, phía Bắc ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Theo tác giả, người Tây Nguyên có nguồn gốc Nam Đảo, họ gần gũi và từng hòa huyết với các sắc dân Chamba, Khmer, tức là cũng gần với người Campuchia, Lào, Thái hơn người Kinh, nhất là người Kinh miền Bắc. Người Kinh dễ dàng đồng hóa các dân tộc anh em có nguồn gốc chủng tộc gần giống, chủ yếu ở phía Bắc, người Tây, Nùng, Giao, phía Bắc rất giống người Kinh, mà càng giống nhau, càng dễ hòa nhập, lại càng dễ bị đồng hóa và ít có nhu cầu chống lại sự đồng hóa đó tác giả nhận xét với người tây nguyên chính vì có sự khác biệt quá lớn về chủng tộc văn hóa và sự phát triển nên người dân tộc ở đây sẽ khó bị đồng hóa hơn các dân tộc khác họ cũng sẽ bức xúc hơn nếu bị đồng hóa người ta sẽ khó chịu hơn nếu bị áp đặt bởi một dân tộc có văn hóa xa lạ hơn tác giả nhắc đến nhiều comment rất hùng hằng của nhiều người trong đó có đủ thành phần trí thức cũng có, đại ý rằng người thiểu số bắt buộc phải phục tùng đa số ở địa phương. Người Kinh bây giờ có lẽ chiếm hơn 80% dân số Tây Nguyên, nên người đồng bào phải bắt buộc tuân thủ quy định chung. Đám đông lên đồng, hò hét, đòi báo thù người đồng bào, nợ máu phải trả máu vì pháp luật do đám đông hơn tạo ra và dĩ nhiên những kẻ kia trở thành khủng bố. Tác giả nhận định Tất nhiên phạm pháp phải đền tội theo pháp luật, điều đó không phải bàn. Điều cần bàn ở đây là sự độc tài của đám đông. Nếu bỏ phiếu tỏ ra là dân chủ thì 80% có thể tiêu diệt 20% còn lại, hình ảnh văn hóa cùng chiên của người Tây Nguyên. Tác giả so sánh, người Kinh lên Tây Nguyên không cướp đất, không thực dân mà đi mua đất của người đồng bào. Nhưng người Tàu sang Việt Nam cũng mua đất, chui qua người Việt để đầu tư bất động sản rồi sinh con lấy vợ ở Việt Nam thì người Việt Nam lại nhảy dựng lên lo là người Tàu cướp đất nhìn dân Việt Nam biểu tình chống luật đặc khu cũng là do ngại người Tàu qua đồng hóa dù họ chỉ thuê và kết luận đó cũng là phản ứng tự nhiên như người đồng bào mà thôi thực tế tác giả nhận xét chính những sự ưu đãi cũng là một cách đồng hóa văn hóa người kinh cho người đồng bào về Hà Nội Sài Gòn học hành thì họ cũng không thể phát triển hoặc bảo tồn văn hóa của dân tộc họ mà biến họ và con cháu họ thành phần tinh hoa nhất của dân tộc đó thành người kinh một cách từ từ tóm lại theo tác giả sự đồng hóa có thể do cố tình sử dụng chính sách công khai hay bí mật hoặc do vô thức tự nhiên là khó tránh khỏi ở tất cả các nước trên thế giới ở mọi thể chế thời Việt Nam Cộng Hòa cũng có đồng hóa Tây Nguyên ác liệt, nên sự phản kháng của dân Tây Nguyên với người Kinh là từ xa xưa, Fonro và Degas, có từ thời Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng với chế độ Cộng sản thì sự độc tài của đám đông sẽ bị đẩy lên tầm cao hơn nhiều, do bản chất thể chế có tính áp đặt và dễ dàng đàn áp thiểu số nhân danh đa số hơn. Tuy nhiên, tác giả nêu quan điểm, đứng trước sự hội nhập quốc tế, với các chuẩn mực dân chủ phổ quát và sự tự do hóa việt nam sẽ phải có điều chỉnh những chính sách để tránh sự độc tài của đám đông nói chung và trong chính sách dân tộc nói riêng đó là để cho nhóm yếu thế được lên tiếng được quyền lựa chọn cái mà họ mong muốn chính là để duy trì sự đa dạng văn hóa và chủng tộc về bản chất nó cũng như sự bảo tồn mà thôi ở tây nguyên cũng cần phải có chính sách để người đồng bào có quyền phủ quyết một số lĩnh vực ví dụ như chính sách đất đai, cần sự đồng thuận tuyệt đối, chứ không phải sự đồng thuận theo đa số. Nên nhớ quyền được lựa chọn cuộc sống, cách sống nên được tôn trọng. Tác giả nêu ví dụ về chuyện người kinh bắt mấy người ruột từ trên rừng về phố sống, bắt họ mặc quần áo sống cuộc sống văn minh. Họ có vui thú gì đâu, vì họ nhớ rừng, nhớ cây cỏ, muôn thú. Họ đâu cần cuộc sống văn minh, đa số chúng ta có thể cho rằng họ mong muội nhưng đó là sự lựa chọn cần tôn trọng. Không có khôn hay ngu gì ở đây, mà đó là sự lựa chọn. Người đồng bào cũng vậy thôi, hãy tôn trọng sự lựa chọn của họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Cần tôn trọng quyền lựa chọn của người dân tộc thiểu số. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d